Nghỉ lễ tương bừng giảm giá cực sốc từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 chỉ với 399k bạn sẽ sở hữu ngay combo 3 áo thun, Ngộ Không băng hầu, Ari mị hồ, hay Hayate ngân lang. Vòng quay quà tặng đặc biệt, nhiều phần quà hấp dẫn, 100% tỷ lệ trúng. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Vậy là chính thức sổ sứ mệnh mùa 17 đã ra mắt liên quân bài Việt Nam. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mở full sổ sứ mệnh để cho tất cả các bạn cùng xem qua bên trong sổ sứ mệnh có những điểm gì đặc biệt nha. Ở đây thì có hai hình thức mở sổ. Mở sổ thường thì các bạn sẽ bỏ ra 199 quân huy. Còn mở sổ vượt cấp sẽ là 399 quân huy nha mọi người nha. Mình sẽ mở sổ vượt cấp để cho tất cả các bạn cùng xem qua. Let's go. Chúc mừng bạn đã đạt cấp 26. Wow, rất nhanh. Và ở đây thì mình đạt cấp 26 thì sẽ nhận luôn cái bộ trang phục của Butterfly. Butterfly đâu rồi ta? Đây, ở cấp 20 thì mọi người sẽ nhận Butterfly. Cấp 20 các bạn sẽ nhận Butterfly nhá. Và đây là bộ trang phục mình cảm thấy là đẹp, rất đẹp các bạn ạ. Và cấp 1 các bạn cũng có trang phục luôn, nhưng mà từ từ để mình nhận luôn bộ trang phục này đã. Wow, chúc mừng bạn đã nhận được trang phục mới Butterfly cẩm y vệ chú tước, rất là đẹp các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ phù phép để có thể đạt được cấp độ 60 trong nháy mắt. Ok, thế là mình đã đạt được thành công cấp 60 rồi. Và review cho mọi người tất tần tật luôn. Trong cái sổ này thì mình cảm thấy rất là ngon khi mà chúng ta có đến 3 bộ trang phục mới. Trang phục ở cấp độ thứ nhất thì các bạn sẽ nhận được của cô nàng Isa. Ở đây thì Isa mang tên Tiểu Thư Gấu Trúc. Mình sẽ review cho tất cả các bạn về bộ trang phục này nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhận những cái mốc, những cái mốc khác ở trong cái sổ sứ mệnh này. Ở mốc 10 thì các bạn có thể nhận một trong 3 tướng này. Nhưng mà nick này thật sự với các bạn ạ, là cái nick này đã full sạch tướng và trang phục rồi. À đâu, hình như là trang phục vẫn thiếu đi vậy. Nhưng mà nói chung là cũng gần full. Thế nên là mình sẽ chỉ nhận về quay kho báu thôi. Chủ yếu là review cho người trong này có điểm gì đặc biệt. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn một trong 3 tướng, mình cũng chỉ lấy về quay kho báu nha. Ok. Và tiếp theo là wow, gia tốc tới đàn. Dương chọn trang phục, 1 trang 3 trang phục, 5 vẻ quay khờ báu nè. Ok, tốc cấp 45 là hiệu biến về thì vậy. Âu hạ địch à. Tiếp theo là cấp 50, 1 trang 3 tướng, vẻ quay khờ báu nha. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với cấp độ 60, trang phục cực kỳ hot của cô nàng Teo Nát, cẩm y vệ Phi Ưng. Wow, tuyệt vời ông mặt trời các bạn ạ. Rất là đẹp các bạn ơi, mình sẽ review cho mọi người về bộ trang phục này sau. Rất nhiều quà, nhận đến mỏi tay luôn. Vừa xong thì mọi người chắc chắn sẽ thắc mắc tại vì sao mình có thể đạt được cấp độ 60 của sổ sứ mệnh nhanh như thế. Bởi vì là mình cũng giống các YouTuber liên quân khác, thì bên liên quân thì người ta có gửi cho sổ sứ mệnh để mình có thể nhận, thì cũng muốn review cho tất cả các bạn cùng xem qua full sổ sứ mệnh như thế nào. Còn đây là các bạn có thể nhìn thấy là nó có vòng quay. Mình chủ yếu là mình lấy cái biến về của cẩm y vệ. Theo bản thân mình nghĩ thì đây là sổ khá ngon khi mà có đến hai bộ trang phục. Hai bộ trang phục mới nhất của cô nàng Butterfly và Teo Nát, kèm theo có cả Isa luôn. Nhưng mà trong video clip này thì chắc có lẽ là mình sẽ test cái bộ trang phục của Isa nhá. Còn đối với Butterfly thì mình cũng đã test cho mọi người rồi. Để đến ngày mai thì mình sẽ test Teo Nát sau nha mọi người. Quay mỏi tay, quay đều, mãi không hết cái điểm sổ sứ mệnh. Điểm sứ mệnh hiện tại hơn 7.000 điểm. Ok, và cái cuối cùng, wow, Isa Tiểu Thư Gấu Trúc. Các bạn có thể nhìn thấy, trời đất ơi, ở bộ trang phục này mình ấn tượng nhất là cái con gấu trúc trên đầu vị tướng Isa các bạn ạ. Nhưng mà nhảy vừa vừa thôi, nhảy thế này thì ai mà đỡ nổi à trời. Vậy
vẫn là khuôn mặt dễ thương, vẫn là một chú bét, nhưng mà chú bét lần này thì có biến đổi đi thành một chú gấu kiểu gấu trúc các bạn ạ. Trên tay của Isa cũng cầm một cái cành giống như kiểu một cái một đoạn của thân cây trúc đấy. Nói chung là bộ trang phục này không biết là có hiệu kỹ năng hay không thì bản thân mình cùng với các bạn sẽ cùng review về bộ trang phục này nha trong một trận đấu danh. Các bạn thấy đặc sắc chưa? Trang phục nhìn rất là mát mắt, dễ thương, rất là cute, rất là xinh xắn. Let's go, chúng ta sẽ cùng vào trong một trận đấu nha. Ok, chúng ta sẽ cùng test bộ trang phục mới nhất của cô nàng Isa này và cũng như là sức mạnh của Isa nhá. Thật sự là trong trận đấu này mình không có đi được đường giữa các bạn ạ, bởi vì là Ignis pick trước mất rồi. Thế thôi, thật ra thì đối với Isa các bạn không cần phải vác đi đường giữa làm gì. Các bạn có thể có sự lựa chọn thứ hai, đó là vác đi hỗ trợ đồng đội. Thời điểm đầu game, Isa rất mạnh, bởi Isa có một chú pet rất linh hoạt đấy các bạn ạ. Thế nên là các bạn cố gắng đầu game đè đường, đè rừng, tận dụng cái điểm mạnh như thế này để có thể khiến cho đối phương bị thọt nhá. Đấy, chúa tể vô cát thì gấu trúc cũng vả. Từ từ, team bạn có vẻ là chuẩn bị kéo ra đây rất là đông các bạn ạ. Đấy, có cả, ui, có cả đi rắc, cả Joker, cả căng nhở. Chơi đi rắc này anh em ơi. Gấu trúc của mình đang làm việc rất là tốt luôn. Đấy, cứ rỉa thôi, gì căng. Thôi, về. Cái điểm nổi bật nhất của bộ trang phục này thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhìn thấy, đó là mình thích nhất với chú bét gấu trúc các bạn ạ. Ui, nhìn cái ngoại hình của nó xinh ra man, xinh xắn này, bụ bẫm này. Đấy, thôi ngoài đời chúng ta không có gấu thì vào game là chúng ta có gấu rồi. Gấu ngoài đời là gấu tầm 45-50 cân, còn gấu trong game là gấu trúc của Isa. Nào Nacross ơi, vào hỗ trợ mình. Đấy, mình khống chế được cả hai người. A hi hi. Chết cả hai thôi. À quên mất các bạn ạ. Trong trận đấu này thì nếu mọi người để ý thì mid team mình hình như là Nein. Bởi vì sao? Mình thấy là có cái tên đặt như vậy, YouTube Nein các bạn ạ. Và các bạn biết rồi, đấy là tuyển thủ chuyên nghiệp của Đài Loan nha. Để mình ra hỗ trợ cái. Nào, ôi trời, chết xứ nữa rồi, không sao. Mình sẽ ui được một mạng luôn. Đứng đây và chờ đợi đi rắc lên cao, mình sẽ quăng luôn chiêu cuối tặng vào. Thịt nó gấu ơi. Ui trời ơi, gấu không thịt được kìa, thôi về. Tên của bạn Ignis là YouTube Nein AOV. Thì không biết là chắc là có kênh YouTube ấy. Sau cái trận đấu này mình thử ra tìm kiếm xem là có phải vậy không, có kênh không. Nein có kênh YouTube hay không? Cứ tra thử Nein lên YouTube không biết là có không. Nhưng mà mình nghĩ là fake các bạn ạ. Làm gì có chuyện là mình may mắn gặp được tuyển thủ của Đài Loan. Đài Loan đúng không ta? Mình lâu lắm rồi mình cũng không xem đấu giải. Cũng quên hết rồi các bạn ạ. Đấy, đầu game là cứ tận dụng cơ hội đó là cướp sạch. Ôi, mất sư con khỉ rồi. Các bạn thấy là từ đầu game đến giờ team mình đè đường đối phương khá tốt, đặc biệt là chúa tể vô cát hơi bị khổ sở. Hình như là bộ trang phục này không có thay đổi hiệu kỹ năng thì phải các bạn ạ. Bởi vì sau khi mình kích hoạt chiêu cuối như thế này mình cũng không nhìn thấy hiệu kỹ năng cho lắm đâu. Đó, trời ơi, chú tể vô cát bị mắc kẹt. Chú tể vô cát ơi, đừng cho chiếm em nhé bạn ơi. Ôi nhưng mà gấu ơi vào đi đúng rồi. Gấu trúc chết xừ nó rồi còn đâu, không sao. Bây giờ nếu mà gấu trúc bị chết thì Isa sẽ bị giảm tầm 50% sức mạnh.
bởi vì là nó không có chú gấu, thế là nó chỉ có sử dụng kỹ năng kiểu như là không sát thương đến từ chiêu 1 thôi, và những đòn đánh thường thôi. Còn thường thường nếu mà có gấu thì các bạn sử dụng chiêu 1 vừa gây sát thương bằng chiêu 1, kèm theo là chú gấu sẽ cũng tự tạo ra sát thương đấm lên người đối phương. Tầm này là chỉ có ép trụ thôi. Úi, đi rắc ghê vậy bạn ơi. Trời ơi, chứ gì mình mất nửa cây các bạn ạ. Bình tĩnh anh em ơi, trận đấu này như là mình bỏ xạ thủ team mình bơ vơ quá. Không sao, mình tới hỗ trợ kịp thôi. Chiếm em đi, đúng rồi, chúa tể ơi, vào đây. Có gấu tới hỗ trợ. Ui, có cả man lốc này, đuổi cùng giết tận luôn. Hay quá, luyện ngục, chúa tể cũng bốc hơi nha. Bản thân mình vẫn đang hoàn thành tốt nhiệm vụ đó là hỗ trợ đồng đội. Hết lính rồi, chả làm ăn được cái gì cả. Thôi bây giờ mình cứ về đã. Yêu máu thì chúng ta nên về nha. Isa mình nhớ không nhầm, ở trong phiên bản cờ liên quân này không có sự thay đổi về sức mạnh, vẫn giữ nguyên sức mạnh như vậy. Nhưng mà trong trận đấu này thì mình sẽ lên nửa nạc nửa mỡ cho Isa, có nghĩa là mình sẽ lên một chút đồ thủ và một chút đồ phép thuật để giúp cho Isa, đầu tiên là bản thân Isa cứng cáp hơn, thứ hai là giúp cho gấu, cái con gấu trúc cũng cứng cáp hơn cho mọi người nha. Giờ ra thịt luôn thanh niên Frontino này. Gấu đâu gấu ơi, gấu trúc đâu, hỗ trợ mình, ném chiêu một vào, đúng rồi, kiếm mạng, hay quá, hai mạng rồi nha. Tiếp tục, mình vẫn còn ở đây. Ui giời ơi, đi rắc ơi, bạn đường cùng rồi, gấu đâu, vào. Đấy, gấu nó phải tác dụng như vậy. Nó chết rồi, gấu gấu gấu. Gấu chết xứ nó rồi đâu. Hình như là trước cổ con gấu hình như là nó có một cái khăn thì phải, một cái khăn màu xanh xanh. Nào, kiếm mạng hỗ trợ thôi được. Rồi, thế là lại thêm một mạng hỗ trợ nha. Tình hình này team mình chỉ có đâm thẳng xuyên thủng thôi. Chú tể vô cát. Tờ tờ, đại bê. Sắp có gấu rồi. Kích quạt chiêu cuối tặng luôn anh em. Thịt chú tể này. Chú tể ơi, đi được đi đâu chú tể ơi. Ném tiếp chiều một, gấu bay vào, hợp lý. Thế là có mạng hỗ trợ cho Day In. Mình hỗ trợ cho Day In. Nghe kiểu oai quá. Hỗ trợ cho tiền tử. Nhưng mà không biết là phải fake hay là thật nữa thì chịu thôi các bạn ạ. Nói chung là làm lúc thì tuyển thủ bên nước ngoài người ta cũng hay sang Việt Nam chơi, nhưng mà hiện tại mức ở cái nick này, mức xanh của mình đang là 30 sao thôi, không có cao lắm đâu, 35-36 sao thôi. Các bạn nên nhớ là cái con gấu của Isa ấy là nó trâu hay không phụ thuộc vào cái lượng phép của Isa nhá. Các bạn lên phép thì con gấu rất là trâu, còn nếu các bạn lên đồ khác kiểu như trong trận đấu này mình lên đồ thủ cho Isa ấy, thì con gấu thì nó sẽ bị rất là máu giấy. Lên đồ thủ cho Isa thì chỉ Isa trâu thôi, còn con vét thì nó sẽ rất là mỏng manh và dễ vỡ. Có chiêu cuối đây rồi, tiếp cận quăng luôn chiêu cuối. Ui, nhốt thế này nhốt được hai người liền các bạn ạ. Đấy, thế có bạn siêu việt thừa thắng xông lên. Bây giờ là anh em cứ thừa thắng xông lên thôi. Gấu ơi, về gấu ơi, chơi sâu thế. Đấy, phải rút ra kịp thời. Ô khéo thắng được các bạn ạ. Nếu mà thắng được là mình sẽ kết thúc trận đấu luôn. Đêm dài lắm mộng, bây giờ chưa đến phút thứ 8 cơ. Ok, win luôn nha. Win luôn anh em ơi. Video clip của mình đến đây là kết thúc mất rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi video clip của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Sổ sứ mệnh mùa 17 đã quay lại với những phần quà cực kỳ hấp dẫn với chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp tháng 5 huy hoàng ngày 2 tháng 5. Thay vì 210 con huy, chỉ 199 con huy cho sổ sứ mệnh thường và 399 con huy cho sổ sứ mệnh vượt cấp với gói đặt sớm thay vì 410 con huy. Nhận ngay trang phục Isa tiểu thư gấu trúc vô cùng dễ thương ở cấp 1 khi mở sổ. Cặp đôi cầm y vệ siêu ngầu Butterfly Trung Tước và Telnas Pi ưng sẽ là phần quà tại cấp độ 20 và cấp 60. Chưa hết, sổ sứ mệnh mùa 17 còn mang tới những phần quà vô cùng giá trị tại các cấp độ khác nhau. Tương tướng chọn 1, Hip Rock, Rock, Butterfly là phần thưởng ở cấp độ 10.
lên cấp 30, chọn một trong ba tướng Lauriel, Aeron, Theonas. Tại cấp 40, một trong ba trang phục Thên Mật Ngục, Batman rơi địa ngục, Superman bất công lý sẽ thuộc về bạn. Đạt cấp 50, sở hữu một trong ba vị tướng Volkat, Yena, Isa. Mở sổ sứ mệnh mùa 17, bạn còn nhận được hiệu ứng hạ gục, biến về và gia tốc cầm ý vệ cùng với những tượng nhảy cực chất. Đặc biệt, linh thú thỏ, thần tượng học đường siêu ngầu sẽ xuất hiện trong vòng quay sứ mệnh. Chưa hết, bạn còn có cơ hội sở hữu dương trang phục chọn một siêu hot, bao gồm Richter thống soái kháng chiến, Maluk samurai tử sĩ, Yon thế tử huyền tộc. Sổ sứ mệnh sẽ mở bán sớm từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 với vô vàn ưu đãi hấp dẫn. Anh em sẽ nhận được ngay linh thú thỏ, thần tượng học đường khi đặt sổ sớm cùng với avatar vào khu viền Theonas cầm ý vệ. Và tất nhiên, anh em cũng sẽ được tặng thêm 2 cấp độ sổ 16 và 2 cấp độ sổ 17 lên cấp 22 để nhận trang phục Isa tử thư cấu trúc và butterfly cầm ý vệ chú tước khi sổ tự động mở vào ngày 1 tháng 5. Sổ sứ mệnh đặc biệt mùa 17 nhân dịp tháng 5 huy hoàng sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5. Mở sổ ngay thôi nào! Subscribe và bật thông báo ngay kênh YouTube chính thống duy nhất về tướng, trang phục và các sự kiện cộng đồng.